trách nhiệm Hạn Bình Minh xin kính chào quý vị và bà con. Hôm nay Thu Hoa trở lại và đem đến cho bà con một dòng siêu phẩm, đó là máy răng đa năng R15. Hiện nay thì thực phẩm khô chứa nguồn dinh dưỡng cao được rất là nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Thấu hiểu được nhu cầu đó nên công ty trách nhiệm Hạn Bình Minh không ngừng nỗ lực cố gắng cho ra đời dòng sản phẩm máy răng thực phẩm đa năng R15. Máy cho năng suất từ 10 đến 15 kg/giờ, phù hợp với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Máy có thể rang được những loại nguyên liệu như là dược liệu, cà phê, hạt sa chi, maca, lạc, vân vân. Máy được thiết kế chắc chắn, có 4 bánh xe giúp dễ dàng di chuyển. Khung máy được bọc bằng inox, chống rỉ sét và dễ dàng vệ sinh. Đặc biệt có lớp bông cách nhiệt giúp cho nhiệt không bị thoát ra bên ngoài nên khi rang không bị nóng. Vì vậy, giúp an toàn cho người sử dụng. Nguyên tắc chung của các loại máy rang là dùng sức nóng để làm thay đổi tính chất bên trong của các hạt nông sản nhằm kết hợp dưỡng chất có trong hạt để tạo ra mùi vị đặc trưng của mỗi loại. Máy được thiết kế bằng điều khiển thông minh, linh hoạt, gồm các công tắc khởi động máy, đèn báo tắt mở, đồng hồ cài đặt nhiệt giúp thuận tiện cho việc theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ. Đồng hồ hẹn giờ giúp điều chỉnh được thời gian rang nguyên liệu, công tắc đảo chiều giúp đưa nguyên liệu sấy vào trong và đưa thành phẩm ra bên ngoài. Đặc biệt, máy được thiết kế thêm màng hứng nguyên liệu giúp cho nguyên liệu được đẩy ra bên ngoài một cách dễ dàng mà không bị rơi. Bên trong buồng làm việc gồm 3 cánh đảo với chất liệu bằng thép có dạng xoắn dài, chạy dọc, có tác dụng đảo đều, làm cho nguyên liệu chín nhanh, không bị cháy xém. Máy sử dụng dòng điện gia đình 220V, động cơ giảm tốc 0,75 kW hoặc động cơ có công suất 1,1 kW. Hệ thống phát nhiệt gồm có 10 thanh nhiệt, mỗi thanh nhiệt tiêu thụ nhiệt từ 500 W đến 800 W trên một thanh nhiệt. Máy rang đa năng R15 được trang bị thêm dây mát và dây tiếp đất, giúp cho người sử dụng được an toàn. Hệ thống buồng làm việc tự động, liên tục làm nguyên liệu chín đều đẹp cho năng suất cao đạt từ 10 đến 15 kg trên một mẻ, giúp bà con tiết kiệm được thời gian, chi phí lao động. Nguyên liệu sau khi rang xong có mùi thơm, chín đều, không bị vỡ hạt và cháy xém. Máy rang đa năng R15 chính là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong sản xuất công nghiệp hiện nay. Hoa tin chắc rằng máy rang đa năng R15 sẽ là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong sản xuất công nghiệp Việt Nam hiện nay. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, bảo hành lên đến 6 tháng. Công ty trách nhiệm Hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay 0946249955 hoặc 0943479955 để được tư vấn miễn phí. Hãy ấn vào quả chuông phía bên dưới để nhận được thông báo về những clip mới nhất. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn. Chúc bà con là an tấn tới. Hẹn gặp lại bà con ở những clip sau.